Thưa quý vị, chiều qua ngày 24 tháng 11, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Nông dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú tổ chức tổng kết dự án Nông dân, ngư dân Bến Tre chung tay bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Dự án xây dựng mô hình điểm Nông dân, ngư dân Bến Tre chung tay bảo vệ môi trường biển, giảm ô nhiễm rác thải nhựa được thực hiện tại xã Thạnh Hải, có 70 cán bộ hội viên nông dân và ngư dân tại 4 ấp Thạnh Lợi, Thạnh Hải, Thạnh An, Thạnh Hưng A tham gia thực hiện. Các sản phẩm dự án đã thực hiện bao gồm tập huấn cho hội viên nông dân, ngư dân về công tác bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường biển, hướng dẫn cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua sinh hoạt chi tổ hội, xây dựng được tuyến đường tự quản môi trường trên tuyến đường Cồn Bửng và duy trì hoạt động 4 tổ tự quản vệ sinh môi trường ở 4 ấp, lắp đặt 27 thùng chứa rác composite 240 lít tại các điểm dân sinh trên tuyến đường tự quản môi trường, lắp đặt 10 pano tuyên truyền trực quan về bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên tuyến đường tự quản vệ môi trường. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 140 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại địa phương và nhân dân đóng góp. Dự án triển khai đã tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ hội viên và cộng đồng dân cư về nguy cơ ô nhiễm môi trường và những hiệu quả tiêu cực cho sức khỏe đời sống trước mắt cũng như lâu dài. Từ đó tích cực tham gia bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp để thu hút khách tham quan du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và kinh tế hộ gia đình.